Cô thân chào các bạn tuổi Đinh Mão 1987. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về vận hạn của bạn trong năm Giáp Thìn 2024. Thì lời đầu tiên cô chúc cho các bạn một năm mới nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bài này cô chia sẻ cho các bạn nam nha. Thì cái tuổi mà Dần á, cái tuổi Bính Dần với cái tuổi Đinh Mão nó cách nhau một năm, nhưng mà hai tuổi nó có chung một cái tính cách đó, là cùng là cái mệnh quả. Mệnh là mình, ngũ hành bản mệnh của mình là mệnh mộc, và cái bản thân mình là cái mệnh quả. Nhưng cái người Đinh Mão nó có cái quả nó nhẹ nhàng hơn một chút, nó nhỉn hơn cái người Bính Dần một chút. Và nó khác một cái là cái người Đinh Mão có một cái gì đó nó trầm mặc hơn, nó khôn ngoan hơn, nó tinh tế hơn, nó tế nhị hơn, không quá ồn ào, không quá nóng nảy, có thể nói là quá là hung tợn như cái người Đinh Bính Dần. Người Đinh Mão chuyên về cái suy tư, làm việc nhiều về bằng đầu óc, sống rất là nội tâm, suy nghĩ sâu xa. Và cái sự hiếu thuận của mình thì nó có hơn, mình nghe lời cha mẹ hơn là cái người Bính Dần. Người Bính Dần là thường có tự do phóng khoáng, sống bên ngoài nhiều hơn. Cái Đinh Mão thì nó như vậy. Và cái Đinh Mão á, là các bạn cũng sống có cái chừng mực, các bạn không cái thích phô trương cái bản thân mình. Còn nói về cái cuộc sống thì Đinh Mão có cái thế này là ở cái tuổi trẻ của các bạn á, các bạn có những cái vất vả, tài lộc của các bạn kiếm nó khó khăn, cho nên ở cái giai đoạn mà từ 30 trở lại, cái người Đinh Mão kêu là thường ca thán, ca gian lắm, kêu là mình khổ sở lắm. Nhưng mà khi mà bắt bạn vươn qua ngoài 30 rồi thì cuộc sống mình nó có những cái vẻ nó ổn định hơn, nó thuận lợi tốt hơn cho các bạn. Và các bạn có cái khéo léo về cái con đường nghệ thuật. Các bạn nam á thì các bạn có một cái khuynh hướng về cái nghệ thuật hơn là cái khoa bản, nghĩa là bạn nên chọn những cái ngành về nó mà nó ảnh hưởng đúng về cái môi trường của mình, về những cái tài hoa của mình thì nó hay hơn là các bạn đi theo cái con đường khoa bản, nghĩa là mình làm cái bên vào trong cái cơ quan thì các bạn nó không phù hợp, mà mình phù hợp để làm những cái gì mà có thể thi thố khoe được những cái tài của mình trong cái cuộc sống. Nếu mà bạn sinh vào mùa xuân á, thì bạn sẽ được may mắn hơn, các bạn được hưởng phúc đức nó tốt đẹp hơn. Còn trong cái cuộc sống của mình, nếu mình cảm thấy có mình so với người ta cùng tuổi với mình mà tại người sao người ta sung sướng hơn, thì các bạn nên tự ngẫm ra là có lẽ mình nó ít phúc hơn người ta. Mình sinh ra nó không được phúc đức thì mình cố gắng mình tạo phúc cho mình. Mình phải lớn lên rồi mình phải biết tạo phúc để mình hưởng phúc về sau. Chứ cái tuổi này giàu sang thì nó không giàu sang ở cái chừng mực trung bình thôi nha các bạn. Không, mình phải cố gắng rất nhiều thì mới đem lại cái sự no đủ của mình ở về sau. Năm nay á là cái năm Giáp Thìn, là cái năm nó có cái thiên can Giáp, mà mình nó là cái thiên can Đinh. Các bạn biết là Giáp nó là cái cây to, mà Đinh của mình là chỉ là cái ngọn lửa nhỏ, cho nên các bạn phải cẩn trọng. Lửa thì nó cần mộc nó để mà nó cháy, nhưng mà mình lửa nhỏ quá mà gặp cái cây to thì mình coi chừng mình nó không diệt, nó không làm cho mình phát bừng lên mà nó làm cho mình tắt ngủm nữa. Cho nên các bạn cần
cẩn trọng trong cái vấn đề làm ăn, tài lộc của mình. Có thể nói là mình phải khôn khéo lắm thì mình mới đạt được cái kết quả tốt đẹp được. Rồi mình gặp một cái năm nó xung với mình nữa. Hai cái con vật này nó tương hại nhau, cái con Thìn với Mão nó không ưa nhau, cho nên nó có phần tương hại, gây những cái xung đột ở trong cái cuộc sống của mình, nó không được bình yên, dễ gặp những cái chuyện nó bất lợi cho mình. Về cái công ăn việc làm, về cái ngôn, về cái giao tế ở bên ngoài nữa, mình có nhiều cái nó xung khắc, có nhiều cái nó không lợi, dễ gặp thị phi, dễ gặp những cái điều tranh chấp thư kiện, những cái điều xích mích không hay cho mình. Mình là người mệnh quả mà gặp năm quả thì là bình an, nó bình. Nhưng nó cũng đồng thời nó cũng đem lại cho mình nhiều cơ hội để phát triển cái tài năng của mình, phát triển được cái kinh tế của mình. Và các bạn chú ý, trong cái năm quả mà mình mệnh quả thì tính tình mình cũng đôi lúc nó trở nên nó nóng nảy lắm nha các bạn. Cố gắng mà chúng ta dịu bớt một chút. Chúng ta cố gắng chúng ta kềm hãm cái tôi của mình một chút để dạng sự dĩ như hòa. Nam gặp một cái con sao cũng tương đối là tốt đẹp, đó là cái con sao Thổ Tốt. Cô nói tốt đẹp đây là như thế này các bạn ơi. Nó không phải hẳn là nó tốt đẹp, mà nó ở tốt đẹp cho mình ở một cái con sao thử thách. Nó xấu cho mình ở 6 tháng đầu, nhưng mà nó, nếu mà mình biết kiên trì, mình biết vận vùng, mình biết xoay sở thì nó sẽ quá dữ làm lành cho mình. Chứ Thổ Tú là một cái con hung ác tính đó, nhưng mà nó dễ gây tai họa cho mình. Nếu mà mình trời sống về cái nghề chăn nuôi thì cái tháng năm nay nó không có thuận lợi đâu. Cái công việc gì nó ở cái khởi đầu, ở những cái tháng đầu năm, nó có điều cái khó khăn cho mình. Nó giống như một cái sự thử thách cái lòng kiên nhẫn của mình ở giai đoạn đầu. Nếu mà mình kiên nhẫn thì mình vượt qua thì nó lại đem lại cái thuận lợi cho mình. Và gia đạo mình cũng có thể có những cái chuyện không ổn. Mà mình thử thách qua 6 tháng rồi mình tốt đẹp thì nó an ổn thôi. Sao Thổ Tú thì nó xấu cho mình ở cái tháng 1 và cái tháng 8. Nếu mình khôn khéo thì mình sẽ vượt qua thôi nha các bạn. Đây là cái ngôi sao lo lắng cho mình. Rồi bạn gặp cái hạn là hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là một cái tiểu hạn, nó một cái hạn nhỏ thôi. Nó ảnh hưởng cho chúng ta về vấn đề tài lộc. Có sẽ đem đến cho chúng ta những cái điều mà hơi tài tốn của chút ít thôi. Chúng ta cũng không quá nặng nề như khi những người mà gặp sao toán tận nha các bạn. Như vậy là chúng ta thấy là năm nay á, là chúng ta gặp hại thái tuế. Đó, để chúng ta thấy là chúng ta có cái khó khăn rồi. Khi các bạn cẩn trọng trong cái, nhất là cái trong cái công ăn việc làm của mình nha, nó không có được suôn sẻ như mình ở cái năm trước, không được suôn sẻ lắm đâu. Nó có nhiều cái chuyện nó tổn hại cho mình. Nhưng mà mình á không phạm tam tai. Mình không phạm tam tai mà mình cũng không phạm kim lâu, nhưng mà mình phạm quan ốc thì như vậy đó. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta cất nhà cất cửa thì nó không tốt đẹp, không thuận lợi cho chúng ta đâu. Còn vấn đề gia đạo của bạn nam ở trong cái năm nay á, thì nó cũng có những cái chuyển biến không được tốt đẹp. Vợ chồng có thể là bất hòa với nhau, cự nữ cãi nhau. Như vậy là cô khuyên các bạn nên cẩn trọng trong cái lời nói của mình,
bên dằn bớt cái nóng nảy của mình thì nó đem lại được cái sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình. Chúng ta cứ biết biết mình, biết ta thì trăm trận trăm thắng. Biết là năm nay mình xấu về cái này thì chúng ta cẩn trọng về cái mặt đó. Ha. Bài chia sẻ cho các bạn đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn. Chúc các bạn cùng gia đình một năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc.